Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có thời giờ tĩnh nguyện sáng nay và bây giờ chúng ta cùng nhau dỡ lời của Chúa. Trong Phúc Âm Luca đoạn 12, từ câu 35 cho đến câu thứ 48. Ta đồng đứng lên và cùng nhau đọc lời của Chúa cho chính mình. Chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa với tôi, với những câu kinh thánh này cho ta đọc theo cái tốc độ của tôi đọc. Chúng ta bắt đầu. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Phêrô bèn thưa ngài rằng, lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng, ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả nhà người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phản cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái, ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về, và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Xin mời tất đồng ngồi. Và trong giờ tĩnh nguyện sáng nay, chúng ta có một cái chủ đề với những câu kinh thánh trong Phúc Âm Luca đoạn 12, từ câu 35 đổ đi. Đó là tầm quan trọng của sự tỉnh thức, hay tầm quan trọng của một đời sống biết tỉnh thức. Tôi đọc lại cái chủ đề thứ hai, đó là tầm quan trọng của một đời sống biết tỉnh thức. Nếu ta đọc kinh thánh, đặc biệt các sách phúc âm, rồi chúng ta tìm tòi những nhân vật, những đầy tớ đáng kính trọng trong kinh thánh, thì chúng ta đều thấy họ có một cái mẫu số chung, đó là họ có một đời sống tỉnh thức, một đời sống biết tỉnh thức. Tỉnh thức là canh chừng đời sống của mình. Có một câu kinh thánh mà những ngày qua chúng ta đang nghe tôi dạy và giảng rất nhiều, đó là sứ đồ Phaolô nói rằng, ai nói mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Tôi cầu nguyện với câu kinh thánh này cho chính mình và muốn nhắc nhở mỗi một chúng ta. Chúng ta đang ở trong những cái chuỗi ngày, đó là theo văn hóa của người Việt Nam thì Tết cổ truyền. Những ngày qua tôi để ý và quan sát rằng, tôi thấy đa phần chúng ta đã không có đời sống tỉnh thức. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn nói rằng là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, phải không ạ? Tại sao tôi dám nói rằng là chúng ta không có đời sống tỉnh thức? Chúng ta không có đời sống canh chừng hay là giữ cái đời sống của mình? Bởi vì tôi thấy anh em yếu đi trong sự cầu nguyện. Ngay cả những nhân sự đang tập hành phục vụ Chúa thì tôi thấy anh em cũng không có đời sống cầu nguyện.
Mà khi một con người không cầu nguyện, thì chúng ta đã từng đã được nghe tôi giảng cái loạt bài vừa rồi. Đó là gì? Chúng ta học bài học, loạt bài học gì? Vâng. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì như một người không thở. Mà một người không thở thì chắc chắn người đó chết. Sáng nay tôi nói với tôi rằng, tôi hỏi rằng đám tang hồi tối lễ tang tốt không? Thì tôi nói tôi dạ, chú cho tốt. Nhưng có một điều bố, trong nhà ai cũng tin Chúa, với cái người chết chưa tin Chúa. Và tôi hỏi sao chết? Nó nói là bình thường. Nhưng mà 5 giờ sáng người ta thức giấc dậy, người ta kêu dậy thì xong rồi. Tôi mượn hình ảnh này để nói với em rằng, nếu sáng hôm nay Chúa đến thì ai trong phòng nhóm này được đi với Ngài? Nếu Chúa Giêsu đến hôm nay, Ngài được nói đến trong mạch văn mà chúng ta đọc, đó là Ngài được gọi là chủ nhà, phải không ạ? Amen. Ngài là chủ nhà, Ngài là chủ căn nhà này, Ngài là chủ cuộc đời này. Thì tôi muốn hỏi rằng, nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu đến, thì bao nhiêu người trong chúng ta được gọi tên đi cùng Ngài vào vương quốc của Ngài? Hay là chúng ta bị bỏ lại? Hay là chúng ta bị đánh xé da? Như lời của Chúa trong câu thứ 44-45, thì Chúa nó sẽ đến trong ngày nó không về, và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Sự thưởng thức đối với tôi nó quan trọng lắm, vì giúp tôi giữ mình trong Chúa, với Chúa. Amen. Giữ tôi không phạm tội với Ngài, giữ tôi không kiêu ngạo, giữ tôi không làm theo ý riêng của mình, mà một mực phải làm theo ý muốn của Chủ. Bao nhiêu chúng ta đã từng mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của mình, làm chủ cuộc đời của mình rồi nào? Anh em thấy không? Chúng ta đều có cái lời mời này. Nhưng mà những ngày qua chúng ta sống, Chúa Giêsu thực sự là một ông chủ không? Hay là chúng ta vẫn là một người chủ? Chúng ta bắt Chúa phải làm theo ý của mình. Chúng ta vẫn sống theo cái kiểu của mình. Chúng ta vẫn thích ngủ, thích vui chơi, thích ăn uống, thích thế giới này, thích khoe về tài năng của mình. Thích khoe về trí tuệ của mình, thích khoe về tài năng của mình, ân tứ của mình. Anh em, một người đi theo Chúa mà không hiểu giá trị thật của hai chữ tỉnh thức, hay là canh chừng, hay là thức canh, thì tôi nói anh em rằng người đó vẫn tiếp tục sống luôn tuồng và buông mình vào những điều mà dường như đã mất ngay cả linh hồn của mình, ngay cả cuộc đời của mình sống ở tại đây, nhưng mà chúng ta đã thực sự không đắc thắng được. Và bây giờ chúng ta nhìn vào câu thứ 35. Đây là mạng lệnh, đây là lời truyền bảo của Chúa Giêsu, là chủ của mỗi một chúng ta. Thứ nhất, đó là lưng các ngươi phải thắt lại. Một con người mà biết thắt lưng của mình, Chúa Giêsu đang nói một người đầy tớ đó,
Khi một người đầy tớ chuẩn bị hầu chủ, phục vụ chủ, sẵn sàng làm thêm mọi điều của ông chủ, là người đó phải thắt cái lưng của mình lại, phải không ạ? Bởi vì người ta mặc cái áo dài á, phải thắt lưng lại, nó không lùng nhùng, phải không ạ? Nó không lấn cấn, nó không ngăn trở cái việc đi lại của chúng ta, việc làm việc của chúng ta. Và việc thắt lưng này, Sư đồ Phaolô nói một ý khác, đó là thắt lưng bằng lẽ thật, phải không ạ? Hay là nịt lưng bằng lẽ thật, phải không ạ? Anh em, tôi thấy anh em đọc Kinh Thánh, nhưng mà tôi xin hỏi này, bao nhiêu người chúng ta thật sự đọc Kinh Thánh và thấy chúng ta run sợ về cuộc đời của mình trước Kinh Thánh? Hay là chúng ta chuẩn bị đọc Kinh Thánh và chúng ta chuẩn bị giống như là thâu chứa, sống đúng với lời của Đức Chúa Trời và kỷ luật xác thịt của mình để mình làm theo lời của Đức Chúa Trời trong cái dịp Tết Nguyên Đán này? Hay là chúng ta bắt đầu nói, thầy Tứ, mua cho em 2 bịch kẹo, mua cho em 20 gói mì tôm, thầy Tứ, mở tài khoản cho em, mua binh binh, mua cái gì đó. Mà lưng của chúng ta không thắt lại, chúng ta không có một tinh thần gọi là chuẩn bị sẵn sàng để làm theo ý của Chúa, phải không? Tôi lặp lại, chúng ta đã từng cầu nguyện là mời Chúa Giêsu, xin Ngài bước vào làm chủ của đời của con. Nhưng mà những ngày qua, Ngài thật sự là chủ của chúng ta không? Hay chúng ta biến một người chủ vĩ đại này trở thành một đầy tớ và trở thành một cái lá bùa hộ mạng? Đó là chúng ta chỉ kêu cầu Ngài hết lòng khi chúng ta gặp nan đề, gặp nạn, gặp thử thách. Hôn nhân trên bờ vực thẳm, chúng ta bắt đầu hết lòng cầu nguyện với Chúa. Người chủ nói rằng là lưng các ngươi phải thắt lại. Chúng ta đã thắt lưng mình bằng lẽ thật, là lời Đức Chúa Trời chưa? Lưng nó lên sức mạnh, phải không ạ? Thì sức mạnh của chúng ta đến từ đâu? Đến từ chỗ ăn uống? Hay là đến bởi quyền năng lời của Đức Chúa Trời? Amen. Cái thứ hai, lời của Chúa nói gì? Đèn các ngươi phải thắp lên. Đèn đây, trong châm ngôn có nghĩa thứ nhất đó là gì? Tâm linh của con người là ngọn đèn của Đức Chúa Va, đúng không? Đúng không? Thế thì tôi hỏi anh em, bao nhiêu người ở đây thấy cái tâm linh của mình nó thật sự nó sáng nè? Bao nhiêu người hầu về Chúa, tâm linh của chúng ta càng hầu về Chúa, chúng ta càng thấy sáng sủa, càng thấy sự hiện diện của Chúa, càng thấy ơn thêm ơn, sự sức dầu thêm sự sức dầu, sự diện vinh hiển càng thêm sự vinh hiển, càng đi với Chúa, chúng ta càng thấy cuộc đời của mình sáng láng. Hay ngược lại, ta càng đi với Chúa, cuộc đời chúng ta trở nên tăm tối. Bởi vì chúng ta không để ý cái đời sống tâm linh của chính mình, mà ta để ý về thế giới này nhiều quá, về ăn, về uống, về những điều ham muốn của xác thịt. Chúng ta đọc cái câu thứ 35 với hai mặc lệnh này thì tôi nói ra rằng chúng ta ngay thẳng trước mặt Chúa, chúng ta thấy mình đã không có đời sống tỉnh thức, phải không ạ? Chúng ta đã không thực sự canh chừng đời sống của mình. Mà đời sống của ta đi vào một vụ giải cứu hay là hội thánh của Chúa tại đây là để cuộc đời chúng ta được thay đổi. Mà tôi nói em rằng cuộc đời ta chỉ được thay đổi khi chúng ta làm theo lời của Chúa. Cuộc đời ta chỉ được thay đổi khi chúng ta canh giữ đời sống của chính mình. Anh em sao đừng để nhân sự nhắc chúng ta là chúng ta bắt đầu người đó thực sự đã canh giữ đời sống của mình được rồi đó. Nhưng mà nếu anh em còn để người khác nhắc mình từng đời, từng cái ăn, từng cái uống, từng cái nết ở, từng việc cầu nguyện, từng việc đọc lời của Đức Chúa Trời, sống theo lời của Đức Chúa Trời, thì tôi khẳng định với anh em rằng chúng ta chưa phải là người có đời sống tức canh cầu nguyện. Chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn nhắc nhở các học trò của mình.
Và cái hậu quả của họ trả giá đó, như Phi-rơ đã chối Chúa, như Judas Iscariot bắn cả thầy của mình luôn. Sự điệp tỉnh thức này, ngày hôm đó tôi tin rằng Judas Iscariot cũng nghe. Amen. Nhưng ông đã không thật sự thắt lưng của mình lại. Một đời sống chuẩn bị, nhưng ông chuẩn bị cái bao tiền của ông để đựng 30 nén bạc, phải không? Có phải không? Chúng ta chuẩn bị gì cho ngày Chúa đến? Ngày chủ của chúng ta trở lại, ta chuẩn bị cái gì? Hãy canh giữ linh hồn của mình, các anh em. Ai giữ được cái linh hồn của mình thì giữ được mạng sống, phải không ạ? Phi-rơ cũng nghe sứ điệp này, sứ đồ Giăng cũng nghe sứ điệp này, Thô-ma cũng nghe sứ điệp này, Philip cũng nghe sứ điệp này. Nhiều học trò của Chúa Giêsu đương lúc bấy giờ nghe sứ điệp này, đó là lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Judas Iscariot đã không thắt lưng mình bằng lời phán của Chúa, nhưng ông luôn luôn giấu cái túi bạc vào lưng của ông, phải không ạ? Kinh Thánh nói mà. Ngày nay chúng ta vẫn còn giấu cái lối sống của chúng ta, sống sai trật, sống ích kỷ, sống giả dối, sống lừa dối, sống không chân thật. Chúng ta vẫn giấu nó nơi cái lưng của chúng ta, nơi lòng của chúng ta. Và rồi Chúa bảo rằng đèn các ngươi phải thắp lên. Nhưng Judas Iscariot thì thấy tiền mở mắt ra. Có phải không? Thấy tiền mở mắt ra. Linh hồn của con người hay là tâm linh của một con người là ngọn đèn của Đức Giê-hô-va. Amen. Chúng ta biết mình đang đi đâu đó. Chúng ta biết, chứ không, chúng ta không biết đâu. Chúng ta biết mình mạnh, chúng ta biết mình yếu, chúng ta biết mình chân thật hay giả dối, chúng ta biết mình ngay thẳng hay cong quẹo, chúng ta biết mình sống thánh khiết hay bất khiết. Amen. Tâm linh của chúng ta biết. Nhưng mà có nhiều em vẫn cứng lòng, vẫn cò quay, vẫn sống và bảo thủ cái ý kiến của chính mình. Và cái ý nghĩa thứ hai, ngọn đèn mà Chúa báo ở đây nó là gì? Kinh Thánh chú ý chính Chúa Giêsu nói gì? Con mắt của các ngươi là ngọn đèn, phải không ạ? Vì vậy, nếu con mắt của các ngươi sáng sủa, thì cả thân thể này sáng sủa. Anh biết cái nhìn của chúng ta nó quan trọng lắm. Cái nhìn ta vào trong sự hiện vinh hiển của Chúa, cái nhìn chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa, thì chúng ta sẽ làm mọi điều dâng vinh hiển cho Chúa. Amen. Mà khi cái nhìn của chúng ta nhìn tìm kiếm sự tôn trọng của con người khác, thì chúng ta sẽ làm mọi cái bất chấp. Con mắt chúng ta sẽ nhìn vào cái chỗ đó là chúng ta sẽ làm để người khác tôn trọng mình, phải không ạ? Tôi rất là tôn trọng khi một cái lời xin lỗi của Amin đến gặp tôi cách đây mấy ngày trước khi tôi đi Đà Lạt. Amin nói, dạ con xin lỗi bố, vì con để cho Hào đặt tay cầu nguyện cho con. Tôi bắt đầu tôi không nghe vì Amin nói tiếng Kinh không có được rõ. Tôi phải lắng, tôi nói con nói gì. Khi Amin nói tôi bảo, tôi tôn trọng con người này. Nhưng trong cái sự việc đó vẫn có hai người còn lại chưa bao giờ đến xin lỗi thôi. Và dường như anh em nghĩ rằng là cái chuyện mình làm nó đâu có liên can gì. Anh có tin rằng Chúa đặt tôi là một người lãnh đạo thuộc linh cho anh em không? Trong cái sự việc đó còn có hai người nữa chưa bao giờ đến gặp tôi. Rồi còn một anh em nữa là chưa hỏi ý kiến của tôi, dịch bài cho một người mà không hỏi ý kiến của tôi gì cả. Mà tôi nghe rất rõ Khải nói, cái chuyện dịch bài 21 ngày này phải thông qua bố nha. Tôi để con thì con người đó có đến nói với tôi và xin ý kiến của tôi là bố ơi, con có thể giúp đỡ cho hội thánh nó được không? Thì như vậy chúng ta không tôn trọng ý quyền, làm sao chúng ta có ý quyền ngày mai? Thế thì chúng ta cũng mắt chúng ta nhìn những ngày qua nhìn vào đâu? Chúng ta nhìn vào từng gói mì tôm, chúng ta nhìn vào ăn uống, thì chúng ta sẽ tập trung con người của mình vào cái chỗ đó. Amen. Chúng ta nhìn vào cái vui thích của xác thịt, thì cả con người
vào cái sự vui hưởng của xác thịt đó. Nhưng nếu con mắt của tôi và anh em nhìn vào Chúa, tập trung vào Chúa, thì tất cả cuộc đời này, thân thể này, chúng ta sẽ hướng về Chúa. Cho tôi nghe cho amen. Dù làm công việc Chúa, nhưng mà Chúa là đấng thiết lập uy quyền, amen. Cho tôi nghe chữ amen. Chúa tôn trọng uy quyền. Không phải là chúng ta muốn làm gì chúng ta làm, chúng ta nghĩ mình được ơn là chúng ta muốn làm gì chúng ta làm đâu. Và bây giờ điều thứ hai mà Chúa bảo tôi và anh em, câu thứ 36, hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Anh em thấy cái câu 36 này, Chúa Giêsu dạy đó là chúng ta phải có một tinh thần sẵn sàng để tiếp đón Chúa. Thật tôi nghe chị amen. Và câu hỏi sau đó tôi hỏi anh em, nếu Chúa đến với chúng ta sao rồi? Theo nghĩa là Chúa tái lâm đó, thì ai sẽ được đồng đi với Chúa? Hay là chúng ta bị bỏ lại? Chúng ta bị đánh xé da? Để chúng ta biết ý của chủ phải không ạ? Chúc xin chúng ta học. Nếu không có thì giờ thì sau khi tôi về và tôi lên lại thì ta sẽ học nốt cái phần còn lại, em ấy. Những cái điều tôi muốn giờ hướng dẫn anh em. Câu 36, Chúa Giêsu nói hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về. Anh em, chúng ta phải hiểu câu này. Câu này nói về thời gian Chúa Giêsu trở lại trên đất này, nó không còn lâu nữa, amen. Có ai ở đây thấy ba của mình đi về tiệc cưới mà 3 ngày không? Tiến. Duy. À. Thế. Anh em thấy không? Kinh Thánh Chúa Giêsu dạy nó sâu sắc. Hãy chờ đợi chủ như một người đầy tớ chờ đợi chủ mình đi dự tiệc cưới về, phải không ạ? Có lẽ thời gian Chúa Giêsu trở lại rất ngắn. Nhưng có những đứa đầy tớ, nó khi ông chủ ra khỏi nhà một cái là bắt đầu mọc gà mọc đuôi tôm, phải không ạ? Các bạn anh em, tôi anh cho bố coi cái đuôi con là đuôi tôm hay là đuôi gà trẻ. Đặt cho xem thử đuôi con là đuôi gà tôm hay đuôi gà trẻ. Anh em, lời của Chúa dạy sâu sắc lắm. Hãy chờ đợi như đầy tớ chờ đợi chủ mình đi thì cứ về. Bao nhiêu người biết rằng ngày Chúa trở lại rất gần rồi. Anh em, chúng ta coi những tin tức của thế giới. Động đất mới đây ở Trung Quốc 7.1 độ Richter. Mexico động đất. Chiến tranh không phải Ukraine và Liên Xô mà thôi. Trung Đông, phải không? Phải không? Và bây giờ đến Biển Đỏ. Rồi bây giờ đến Pakistan và Iran. Chú báo trước về tất cả những dấu hiệu đó phải không ạ? Giặc giả, đói kém, động đất, chiến tranh, dịch lệ phải không? Anh em, chú báo trước mà. Dù chúng ta không coi thời sự nhưng mà chúng ta đọc lời được Chúa Trời, chúng ta thấy lời của Chúa đang diễn ra phải không? Thế thì anh em, bao nhiêu người trong chúng ta mặc lấy tinh thần này, nó là tinh thần chờ đợi, sẵn sàng chủ của mình dự tiệc cưới về. Và khi Chúa về, ông chủ về ông gõ cửa mà. Có những người đệ tớ thấy ông chủ mình ra khỏi nhà, cũng ra khỏi nhà đi dạo shopping, hiểu không? Phải không? À, có những người chủ chờ đợi một cơ hội, đó là ông chủ ra khỏi nhà, cái mình cũng ra khỏi nhà mình uống cà phê. Mình ra mình mua cạc điện thoại. Mình mua cái này, mua cái kia. Có phải không? Có nhiều người đầy tớ quái lắm anh em. Sơ hở một cái là biến, phải không? Và lời của Chúa Giêsu nói rằng không phải chỉ chờ đợi như người đầy tớ chờ đợi chủ mình đi thì cưới về, nhưng mà phải có tinh thần ở trong cái căn nhà đó để người chủ gõ cửa.
thì mở cửa ra. Amen. Chúng ta hãy đóng vai một người chủ đi. Chúng ta về gõ cửa. Chẳng thấy cửa mở gì hết. Chúng ta gõ tiếp. Gõ mạnh hơn. Thằng này tới được để làm gì? Chẳng mở cửa. Để tôi tiếng đọt để làm chi, nó chẳng mở cửa. Để tới Huy chẳng là mở cửa. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Ông chủ, chúng ta tưởng tượng ông chủ đáng được tôn trọng không anh em? Đáng được tôn trọng không? Nhưng mà chủ bị mắc kẹt ngoài cửa, trong khi đó cái nhà đó nhà của ông ấy mà. Có phải không? Cuộc đời chúng ta là căn nhà của Chúa. Chúa có quyền trên cuộc đời chúng ta không vậy? Nhưng nay có nhiều người đã không có tinh thần này. Và nghĩa thứ hai, đó là người chủ về, có nghĩa là có những cái giờ mà Chúa muốn thăm viếng ta một cách cá nhân. Amen. Amen. Mà Chúa không thăm viếng được. Tại sao cũng một người thầy đó, cũng một sứ điệp đó, cũng lời của Chúa đó, cũng bài hát đó, nhưng buổi nhóm có những người được thăm viếng và có những người đứng trơ trơ ra như vậy. Có những người thì không muốn rời phòng nhóm, có người muốn rời nhanh phòng nhóm để ra hỏi mẹ, sáng nay đi chợ mẹ mua cái gì. Đôi khi ngồi trong một phòng nhóm này mà đôi khi nghĩ, không biết thầy Tú hôm nay đi chợ về cho ăn cái chi, xôi, bánh mì. Anh em, chúng ta cứ sống cái tinh thần như vậy đó, thì tôi nói anh em là Chúa không bao giờ thăm viếng những con người không có sự kính trọng Ngài. Đấy là điều tôi đã học biết. Tôi càng kính trọng Chúa bao nhiêu thì tôi dễ dàng được Ngài đụng chạm bấy nhiêu. Tôi càng học biết để tôn trọng chủ của tôi, thì nghĩ thuộc linh là ba ngôi Đức Chúa Trời là một, tôi càng thấy Chúa sức giàu, Chúa làm ơn và Chúa mặc khải lời của Ngài cho tôi. Amen. Còn anh em thì sao? Chúng ta bế tắc, chúng ta mệt mỏi, chúng ta gào hét mà chẳng có gì xảy ra. Chúng ta vẫn hát, chúng ta vẫn đờn, chúng ta vẫn dẫn, vẫn dạy mà chẳng có gì xảy ra. Bởi vì Chúa đã nhìn thấy bên ngoài cái phòng nhóm này và ngoài cái bục giảng này ra, đời sống của chúng ta chẳng có tí tẹo nào tôn trọng Chúa cả. Chúng ta vẫn làm theo ý riêng của mình. Và câu 37, phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Phước không anh em? Phước không? Khi tôi đọc câu thánh này tôi rùng rợn lắm. Tôi nói với Chúa là con là ai mà dám nhận cái phước này. Lời Chúa Giêsu nói rằng phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Amen. Đó là họ canh chừng chủ về. Amen. Amen. Họ tỉnh thức để chờ đón chủ về. Chủ về. Họ tỉnh thức, họ canh chừng, họ thức canh để sẵn sàng nghe tiếng gõ cửa là mở cửa và xin mời chủ vào. Amen. Amen. Và chủ lấy máy đo nồng độ cồn đi. Chủ đi đám cưới mấy tiếng hồ nhưng em ở nhà, em vẫn không đi ra ngoài hàng xóm em mua rượu đâu. Chú lấy máy đồng đồ cồn chú đo đi. Khi tôi đi Đà Lạt đến, đi khuya đó về, cảnh sát giao thông Đà Lạt đo nồng đồ cồn. Lúc đó thầy Vũ cầm vô lăng. Và chúng tôi vừa uống đầu nành xong, tôi ngồi bên tài phụ và tôi nói, ôi trời, bây giờ vừa uống đầu nành xong mà thổi một cái nồng đồ cồn là phải quay lại tìm đầu nành nó liền, mua thêm mấy chai nữa.
Và khi người cảnh sát bảo thầy Vũ thổi, thầy Vũ sợ dính nồng độ cồn trên thổi. Cảnh sát nói, anh thổi mạnh chứ anh làm chi mà anh sợ đấy. Thầy Vũ thổi. Nó không, thổi mạnh lên, anh thổi mạnh lên chứ. Thầy Vũ. Anh em, cảnh sát giao thông ngày nay người ta có phương tiện, có đồ đo nồng độ cồn. Khi tôi thấy người ta làm gì đó, bao nhiêu người trong chúng ta là Chúa không cần máy đâu. Mà Chúa đo được độ hâm hẩm, độ nóng, độ lạnh của chúng ta. Bao nhiêu người tin như này? Chúa không cần đâu, thở đi con. Chúa không cần nói với Sơn là thở đi con. Chúa không cần nói anh Hà là thở không con. Bởi Chúa đấng toàn tri phải không ạ? Chúa biết trong mỗi một chúng ta, người nào nóng, người nào lánh, người nào hâm hẩm. Chúng ta có sợ gì đó không vậy? Ngày nay đôi khi chúng ta ra đường, chúng ta sợ cảnh sát giao thông đo nồng độ cồn. Nhưng mà thật sự bao nhiêu người là chúng ta sợ? Bởi vì Chúa biết chúng ta nóng hay lạnh, và ngay cả hâm hẩm Chúa nhả ta ra. Có phải không? Và Kinh Thánh Chúa nói là phước cho đầy tớ khi chủ về thấy họ thật cần. Là một người đầy tớ không lạm dụng khi chủ mình vắng nhài mấy. Có những thời điểm chúng ta thấy Chúa dường như yên lặng với chúng ta, giống như người chủ đi xa mẹ mấy. Nhưng mà Chúa không phải là xa chúng ta đâu. Ngài vẫn ở đó. Đôi mắt của Ngài quan sát chúng ta làm cái gì. Hallelujah. Và khi Ngài về, Ngài gõ cửa. Tôi và anh em mở cửa ngay. Đã có con đây Chúa. Khải huyền được bác con mới. Chúa Giêsu cũng từng nói phải không ạ? Này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai ngày tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ăn bữa tối với người và người và ta phải không ạ? Tại sao nhiều người không được ăn bữa tối với Chúa và không được ở với sự nghiệp của Ngài? Bởi vì đâu có chịu mở cửa đâu, đâu có nghe được tiếng gõ cửa đâu mà mở. Bởi vì tiếng của họ nghe bạn rượu gõ cửa biết liền. Có phải không? Tiếng của họ nghe tiếng gõ cửa cho vay tiền ấy biết liền. Họ biết ngay cái tiếng của những con người nhục dục đến gõ cửa lòng họ biết ngay. Nhưng mà tiếng của Chúa gõ, họ không mở. Chứ vì cái đó mà họ cứ đứng, cuộc đời của họ cô đơn, cuộc đời họ tuyệt vọng, cuộc đời họ nhàm chán, cuộc đời họ mệt mỏi, cuộc đời của họ khốn khổ. Tiếp tục sống mệt mỏi, chán nản. Bởi đâu có chịu mở cửa để đón Chúa là chủ, phải không? Và bây giờ chúng ta thấy Chúa nói phước cho đệ tử ấy. Cái phước bây giờ chúng ta sẽ thấy nè. Ta sẽ nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình. Anh em, một người chủ mà thắt lưng, người đầy tớ mới là thắt lưng phải không ạ? Phải không? Nhưng mà người chủ bây giờ trở thành một người phục vụ. Amen. Chúng ta thấy tinh thần của Chúa Giêsu, Ngài đã từng cởi áo của Ngài ra để rửa chân cho các môn đệ của mình như một đầy tớ phải không? Thi Thiên 23 nói gì? Ngài dọn bàn cho tôi. Anh em, ngày xưa phong tục của người Do Thái là phong tục của Việt Nam của chúng ta, đó là khi vào nhà thì những người phục vụ là dọn tiệc phải không ạ? Có phải không ạ? Và Chúa Giêsu của chúng ta bây giờ, khi Ngài trở về, Ngài thấy đời sống của Nghĩa Thức Canh, Ngài thấy đời sống của Vũ Thức Canh, Ngài thấy đời sống của Trí Thức Canh. Thức Canh đây không phải là thức khuya để ăn mì tôm, để chọc chó sủa, không phải. Không phải thức canh đây là nghịch ngợm chọc chó nó sủa, phải chọc cún nó la ông sùm. Thức canh đây là thức canh trong sự cầu nguyện, tỉnh thức giữ đời sống của mình trước những cạm bẫy của tội lỗi. Em ơi, anh em, Chúa Giêsu nói ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình. Một người chủ sẵn sàng thắt lưng, đóng một cái vai, đó là một người phục vụ, một đầy tớ. Để làm gì anh em? Cho đầy tớ ngồi bàn mình. Amen. Chúng ta tưởng tượng đây là bàn của ông chủ. Đây là bàn của Chúa Giêsu, chủ Giêsu. Và mỗi một chúng ta là đầy tớ. Và khi Chúa Giêsu trở lại theo nghĩa tái lâm, và Chúa Giêsu đến thăm viếng thăm cả nhân, amen, Ngài thấy lòng của chúng ta quả thật khao khát Ngài. Amen. Ngài thấy lòng của chúng ta thật sự tôn trọng Ngài, kính trọng Ngài. Amen.
Ngài bước vào và Ngài thắt lưng. Và Ngài mời cái người đệ tử đó ngồi vào bàn của Ngài, cái chỗ Ngài để Ngài ăn tiệc, phải không ạ? Và cái chỗ của Ngài là cái chỗ của chúng ta. Trân trọng không anh em? Chúng ta hiểu bài học thuộc linh này không? Như cái đại tôi nói, chúng ta có thể gào hét trong sự ngợi khen thờ phượng. Chúng ta có thể nói, chúng ta có thể giảng, chúng ta có thể dạy. Những điều quan trọng là cái người đó có đồng ngồi ở cái chỗ của Chúa không? Amen. Người đó có được Chúa Giêsu mời ngồi bàn với Ngài không? Chúng ta ngồi với người nổi tiếng, chúng ta lại cảm thấy mình nổi tiếng rồi, phải không ạ? Người đó chúng ta thấy có những cái tấm hình mà người khác chụp hình với, ví dụ bộ trưởng này, bộ trưởng kia, người ta đăng lên Facebook, phải không ạ? Để cho mọi người biết rằng, 500 anh em biết rằng, ghê đấy, có uy tín ghê. Nhưng đối với tôi thật sự mà anh em, tôi thích được ngồi cùng bàn với Chúa. Mà để được ngồi cùng bàn với Ngài, thì tôi và anh em phải tỉnh thức. Phải có đời sống tỉnh thức, phải biết tỉnh thức. Thì Chúa mới nó gọi là phước. Phước ở đây đó là Chúa trở nên một con người phục vụ chúng ta. Thì thứ 23 nói gì? Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Anh em để ý nha. Sau đó lời của Chúa mới nói gì? Chúa sức dầu cho đầu tôi. Không ngồi chung bàn với Ngài, lấy đâu dầu mà Ngài sức cho chúng ta? Cho tôi nghe chữ amen. Anh em hầu vì Chúa không phải do tài năng của chúng ta. Amen. Sự hướng dẫn của tôi hay sự hướng dẫn của anh em không, nó không đến từ tài năng của chúng ta. Sự sức dầu nó không phải đến từ tài năng của chúng ta, không phải đến từ học thức của chúng ta. Chúng ta thấy ông Führer và Giang không? Họ đâu có học thức đâu. Nhưng cái bóng của họ đi khiến cho người bệnh được chữa lành. Bởi vì sao? Chúa đã thấy Phi-rơ sau khi ăn năn. Phi-rơ đã học một bài học. Đó là Ngài là chủ và ông là một đầy tớ. Amen. Ai sẵn lòng thì hãy lập theo lời cầu nguyện của tôi. Còn nếu không sẵn lòng đừng lập. Chúa Giê-xu là chủ, tôi là đầy tớ của Ngài. Một lần nữa, Chúa Giêsu là chủ, tôi là đầy tớ của Ngài. Chúa Giêsu là chủ, tôi là đầy tớ của Ngài. Amen. Phi-rơ đã học biết điều này. Sau khi ông ăn năn, ông đã học biết điều này. Và tôi tin những điều gì Chúa Giêsu nói. Và Ngài là đấng không bao giờ thất tín. Amen. Ngài không phải là con người để nói dối. Ngài nói rằng, ta bảo cùng các ngươi, Chúa sẽ thất ân mình. Amen. Và cho người đệ tử đó ngồi cùng bàn với mình. Quá đã. Amen. Chúng ta coi thử những ngày qua chúng ta đang ngồi đâu. Chúng ta cũng có ngồi bàn ăn, bàn tiệc. Nhưng bàn ăn của trung tâm chứ không phải bàn của Chúa. Amen. Mỗi giường chúng ta đều có một cái bàn nhỏ nhỏ đọc kinh thánh. Nhưng mà cái bàn của Chúa nó khác bàn của chúng ta. Nói lên Chúa trân trọng con người đó đến mức độ Chúa cắt nhắc con người đó ngồi cùng bàn với Ngài. Cho tôi nghe chị amen. Được ngồi cùng bàn với Ngài. Với Chúa Giêsu là chủ và Ngài là vua của muôn vua, là Chúa của các chúa. Ngồi cùng bàn mình. Khi mà một người chủ mà mời đứa đệ tớ ngồi cùng bàn, ta có biết rằng người chủ đó tin đứa đệ tớ đến mức độ nào không? Hả? Có đúng như vậy không? Đâu đơn giản để mời đứa đệ tớ có một cái quá khứ đạo chích, gặp cái gì của người khác cũng lấy của mình hả? Nghiện ngập, quá khứ nghiện ngập, trộm chĩa, trộm cắp. Mà bây giờ người chủ là Chúa Giêsu mời người đó ngồi đồng bàn của mình, có nghĩa là Chúa Giêsu tin phải không ạ?
mà để Chúa tin Chúa đi qua nhiều thử thách phải không? Bao nhiêu người ở đây đã từng thử cái người làm việc trong của mình rồi nè. Tôi thử anh em ghê lắm, anh em không biết đâu. Tôi thử và tôi biết cái người nào là người trung thành với Chúa và trung thành với mình. Cái người nào là cái người thật sự tôn trọng mình và người không tôn trọng mình. Và chắc hẳn tôi học theo Chúa, cái người mà không tôn trọng tôi thì tôi không bao giờ dám sử dụng họ nữa. Bởi vì cái người chủ để đưa một đầy tớ lên ngồi bàn với mình. Chúng ta tin rằng bàn của đầy tớ, bàn của ông chủ thức ăn khác nhau không? Đũa muỗng khác nhau không? Hả? Chén bát khác nhau không hả? Tất cả đều khác hết. Có cái đẳng cấp ở đó. Amen. Amen. Nhưng mà tôi không nói về ăn uống. Tôi nói về cái bàn thuộc linh. Ở đó có những món ăn thuộc linh. Amen. Sáng nay thầy Tú tôi mở cửa ra lên phòng nhóm. Thầy Tú nói, sáng nay bố ăn gì? Tôi nói ngay, bố ăn lời của Đức Chúa Trời. Có không thầy Tú? Bố có bóc phét không? Bố có bóc phét không? Thầy Tú hỏi tôi, bố ăn gì? Tôi nói, bố ăn lời của Đức Chúa Trời. Nên thầy Tú hỏi một ai trong chúng ta, nói, dạ cho hai gói mì tôm, ba trái cật. Tại cái bàn của Chúa đó có nhiều sự mặc khải. Amen. Khi ngồi cùng bàn với Chúa thì chúng ta thấy cái phần này nè, không phải chỉ ngồi bàn với Chúa mà thôi đâu, mà Chúa đến hầu việc họ. Amen. Ta thông nghe chị amen. Ta thông nghe chị amen. Ô khi Chúa bưng ly nước đến, Chúa nói mời con uống. Cái chúng ta uống, Chúa hỏi gì? Con thấy ngon không? Chúa bưng dĩ thức ăn ra, Chúa nói con ăn đi. Chúng ta ngoan ngoãn, chúng ta ăn và Chúa nói con thấy ngon không? Có cay không con? Con nghe cái mùi thơm không con? Ta làm bít tết con thấy có medium không? Thấy mềm không? Cắt ra mà có hồng hồng ở dưới không? Con thấy ta nướng khoai tây ngon không? Chúa bước vào sự thâm công của chúng ta phải không ạ? Amen. Cái nghĩa thuộc linh đó là tại cái bàn với Chúa chúng ta nhận nhiều sự dạy dỗ từ nơi Chúa. Vì cái đó mà tôi thích được ở riêng với Chúa. Tôi thích là một đầy tớ sẵn sàng để được Chúa thăm viếng. Khi Chúa đến gõ cửa là chúng ta mở. Amen. Amen. Đừng để như Nhã Ca nói gì, hỡi bạn tình ta, mở cửa cho ta với. Nhà ca đoạn 5 phải không ạ? À, cái người nam đứng bên ngoài cửa, có cửa. Em ơi, mở cửa cho anh. Chúng ta đến với nhà ca, chúng ta thấy cái câu chuyện này hay lắm. Chúng ta đến với nhà ca. Nhà ca đoạn 5. Bắt đầu từ câu thứ 2. Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức. Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa mà rằng: hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bồ câu ta, kẻ hoàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta. Và người bạn trai đứng bên ngoài này, vì đầu ta đầy xương móc, lọc lọn tóc ta thấm dọc bằng đầy. Chúng ta hiểu câu này không? Đó là cái người tình gõ cửa mà cái người bạn gái này bên trong không chịu mở cửa. Và Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta đến mức độ, đến mức độ đó là đầu của Ngài đầy sương đêm phải không? Có phải không? Lọn tóc của Ngài là mái tóc của Ngài đó. Lọn tóc của Ngài người Do Thái quăng quăng giống như hải dây thương nhà mình đó. Lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Và chúng ta thấy này, cái người ở bên trong phòng là tượng trưng cho tôi và em trả lời với Chúa là người bạn tình ta gì? Tôi đã cởi áo ngoài rồi, làm sao mặc nó lại? Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào lầm lắm lắm lại?
Ồ Chúa ơi, ngày hôm nay con đã bóc gói mì tôm rồi. Con đã cho vào cái tô rồi, con nấu nước sôi rồi. Con trần trấn rồi. Chúng ta có nhiều lý do để viện cớ không tiếp ngài. Amen. Có phải không anh em? Anh em có nhiều khi tôi đọc ở chỗ này, lòng của mình thấy rất là bất kính Chúa và chúng ta không cần Chúa. Bạn đi kiếm ta thấy gì? Câu 4. Lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa, lòng dạ tôi cảm động vì cớ người. Tôi bèn chợ trỗi dậy, đặng mở cửa cho lương nhân tôi. Tay tôi nhỏ giọt một dược và ngón tay tôi chảy một dược trồng trên nặng chút cửa. Tôi mở cửa cho lương nhân tôi, nhưng người đã lánh đi khỏi rồi. Anh em, để ý điều này. Chúa là đấng kiên nhẫn, Chúa đấng yêu chúng ta. Nhưng hãy nhớ rằng Ngài không phải mãi mãi đứng đó để chờ chúng ta mở cửa lòng đâu nha. Sẽ đến một lúc Ngài bỏ chúng ta, Ngài đi đó. Ngài đi đến với cuộc đời khác, em ơi. Cho tôi nghe chữ amen. Ngài đi đến với cuộc đời khác, anh hả? Ngài đến với những cuộc đời sẵn sàng mở cửa lòng cho Ngài. Anh em đừng lạm dụng tình yêu của Chúa nữa. Đừng nghĩ rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Anh em, đừng có cái suy nghĩ như vậy, chết đó. Chúng ta thấy kinh khiếp, chưa tới chỗ đó đâu. Nhưng người đã lánh đi khỏi rồi, đương khi người nói lòng tôi mất vía. Anh biết rằng khi lời của Chúa giảng ra, đôi khi chúng ta cảm thấy nó đúng phải không ạ? À? Đôi khi ta mất vía, đôi khi ta thấy đúng, nhưng mà lòng của chúng ta vẫn cứng phải không ạ? À? Hả? Gì nữa? Bắt đầu ta thấy cái người bạn tình này đi tìm cái người yêu, là chúng ta đi tìm Chúa Giêsu đó. Một con người cố chấp, một con người ù lì, thì tôi nói em hãy biết đây là cái giá ta trả qua đó. Tôi tìm cái người nhưng không gặp. Bản thánh của tôi có chữ, có câu nhưng không gặp. Bản thánh của anh em có câu đó không? Anh em tại sao có nhiều người kiêng ăn mà không gặp gỡ Chúa? Hãy nghe kỹ điều này. Tại sao có nhiều người kiêng ăn 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày hoặc hơn mà không gặp gỡ Chúa ở đó? Anh em đừng bao giờ lấy kiêng ăn để làm cái thước. Đừng. Nếu chúng ta kiêng ăn mà lòng của chúng ta vẫn trơ trẽn, trơ trọi, trần truồng, lõa lồ và không đầu phục Chúa thì mãi mãi Chúa không bao giờ bày tỏ điều gì cho con người ở trong kỳ kiêng ăn đó. Hãy tin tôi đi. Còn hơn là một người chỉ có kiêng ăn một ngày mà họ mở lòng của họ hoàn toàn cho Chúa ngay từ giờ đầu tiên em ấy. Tôi tìm người nhưng không gặp. Tôi gọi người xong người chẳng đáp lại. Gọi đây cũng là tôi cầu nguyện với Ngài em ấy, mà Ngài không thèm trả lời cầu nguyện của chúng ta. Anh em, chủ của chúng ta là Chúa Giêsu đầy tình yêu chết đền tội cho chúng ta. Nhưng hãy nhớ Ngài là một người chủ đầy tính kỷ luật em ấy. Chúng ta đừng khinh lờ Ngài nữa. Và gì nữa anh em? Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi, đánh tôi và làm tôi bị thương. Kẻ canh tuần này là ai? Là ma quỷ đó anh em. Anh em thấy một con người ù lì, một con người chống Chúa, một con người nhạo báng Chúa, một con người khinh lờ trước tình yêu của Chúa. Chúa gõ cửa mà không chịu mở. Chúng ta không trách Ngài được. Amen. Amen. Chúng ta không thể đổ thừa cho Ngài được, bởi vì Chúa đã gõ cửa rồi. Mà chúng ta đổ thừa nào là con cởi áo ngoài rồi, là con rửa chân rồi, con lên giường rồi, con chuẩn bị ngủ rồi. Chúa ơi, đừng có trò chuyện với con nữa, đừng có hẹn hò gì với con nữa. Con chuẩn bị về phép rồi, Tết đến rồi Chúa, bánh tét bánh dày rồi chi, đủ mức rồi, Chúa đừng có bảo con kiêng ăn. Chúng ta viện nhiều cớ để đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của chính mình phải không? Như tôi đã kể và làm chứng anh em, trong cái ngày tôi bắt đầu mới gặp gỡ Chúa, ngồi trong bàn tất niên với ba mẹ và cả gia đình, chiều 30 Tết, Chúa phán với tôi mùng 1, mùng 2, mùng 3, con có sẵn lòng kiêng ăn cầu nguyện không? Tôi ban đầu nói Chúa, con chưa từng kiêng ăn 3 ngày bao giờ. Chúa nói với tôi rằng, con kiêng ăn đi. Ta sẽ ban sức cho con, và tôi lập tức vâng lời Chúa ngay và quay qua mẹ nói gì, mẹ ơi, Chúa bảo con mùng 1, mùng 2, mùng 3 kiêng ăn cầu nguyện. Và tôi đã vâng lời Chúa, em ơi. 3 ngày tôi chui vào cái chỗ sự kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Và đời sống tôi càng đi với Chúa, tôi càng thấy ngọt ngào với Chúa. Anh em, đừng để đến lúc ta tìm kiếm Chúa, chúng ta không gặp Chúa mà chúng ta lại gặp
thù nghịch của Chúa, amen. Nó đi vòng quanh thành đó, là sứ tử rống đi rùng quanh chúng anh em phải không ạ? À? Thế là nó gặp những con người ù lì, nó quánh cho một trận, tôi nói thôi, không còn gì nữa hết, như sát pháo tăng bành lên trời, đánh tôi và làm tôi bị thương. Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúc khỏi tôi, gọi là trân truồng phải không ạ? À? Nó lột trân truồng chúng ta. Anh em yêu dấu của tôi, sau nay chúng ta học một phần về tầm quan trọng của một đời sống biết tỉnh thức. Xuân đến rồi xuân đi, nhưng mà Chúa đến và Chúa sẽ ở, Chúa muốn ở với chúng ta đời đời. Amen. Xin đừng đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của tôi và anh em vì cớ một cái Tết nào, một cái mùa xuân nào, một quyết định nào, hay là tư dục xác thịt của chúng ta, ý riêng của chúng ta, sự kiêu ngạo của chúng ta, đừng nộ. Amen. Amen. Xuân đến rồi xuân đi. Nhưng Chúa đến với một cuộc đời, Chúa muốn mãi lưu trú với con người đó. Bởi vì Chúa biết chúng ta cần bình an, Chúa biết chúng ta cần niềm vui, Chúa biết chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài. Amen. Chúa biết chúng ta cần sự sống, Chúa biết chúng ta cần sự đắc thắng, Chúa biết chúng ta cần Ngài giúp đỡ để chúng ta đắc thắng và đắc thắng. Amen. Amen. Câu 38 nói, hoặc canh 2, canh 3, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho. Canh 2, canh 3 có là gì? Tầm 1 giờ sáng, phải không? Có phải không? Đến 4, 5 giờ sáng. Đó là cái lúc mà theo thói thường của một con người, đó là chúng ta mê ngủ rồi, phải không? Có phải không ạ? Chúng ta khó tỉnh thức lắm. Nhưng anh em, có những lúc chúng ta cần phải tỉnh thức, amen. Dù có buồn ngủ, dù có như thế nào, hãy tỉnh thức vì phước cho đầy tớ nào khi Chúa muốn thăm viếng chúng ta. Tôi thường thường bị đánh thức dậy, có khi 11 giờ đêm, tối qua là 11 giờ rưỡi Chúa đánh thức tôi dậy. Rồi đến 2 giờ mai Chúa đánh thức tôi một lần nữa. Và tôi vẫn tâm giao trò chuyện với Chúa, để tôi có lời hôm nay. Amen. Từng cái đám cưới tôi không phải giảng để cho có giảng, từng đám cưới tôi đều cầu nguyện xin Chúa cho có lời cho cô dâu và chú rể. Amen. Cho nên những đám cưới tôi giảng tôi đều thu âm lại cả. Rồi tôi có đi giảng một đám cưới mà người ta trong bữa tiệc, người ta nói với một học trò của tôi là thầy Sơn, nói gì? Sáng nay đọc Sáng Thế Ký đoạn 2 mà tưởng là một sư sĩ lên ông sẽ giảng Sáng Thế Ký đoạn 2, nhưng mà sáng nay ông giảng lời của Chúa khác. Tôi tưởng ông giảng đoạn 2 nữa thì tôi chán lắm, vì ở đây các mục sư đều giảng cứ bẻ sườn, chắp sườn, vá sườn, không gắn xương sườn. Một sư sĩ hôm nay ông giảng sứ điệp khác. Và có nhiều người trong bàn tiệc đã nói cái lời cảm ơn Chúa vì đã dùng tôi có lời cho cô dâu và chú rể. Hãy là một đầy tớ biết tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi chủ mình. Amen. Vì khi Ngài đến, sự gì của Chúa đến không bao giờ Ngài báo trước, nhưng Ngài đến trong giờ chúng ta không ngờ. Amen. Trong những cái giây phút rất bất chợt, thí dụ như sáng nay có bao giờ anh em nghĩ rằng tôi sẽ chia sẻ điều này phải không? Nhưng mà chủ của chúng ta là Chúa Giêsu, cũng là chủ của tôi. Tôi là đầy tớ, Ngài bảo tôi hãy chia sẻ điều này, tôi phải vâng lời chủ. Amen. Và tôi tin rằng khi chúng ta đang ngồi lắng nghe, tôi biết Chúa thăm viếng anh em. Chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện. Tra xét lại đời sống của chúng ta những ngày qua, chúng ta có thắt lưng lại không? Chúng ta có là một đầy tớ, một con dân của Chúa ở trong tinh thần sẵn sàng, như một người lính khi ra trận là phải sẵn sàng, vì không thể nào là không thắt lưng. Amen. Vì trên dây lưng đó có những vũ khí sẵn sàng ở đó nữa. Đèn của chúng ta đã thắp lên chưa? Tâm linh của chúng ta đã thật sự bùng lên để cho những người cùng phòng, để cho gia đình của chúng ta thấy cái sự sáng của Chúa ở trong căn nhà là cuộc đời của chúng ta chưa? Hay họ vẫn nhìn và thấy chúng ta tâm tối, họ vẫn nhìn thấy chúng ta tối tăm? Hãy
hãy có tinh thần như một đầy tớ chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về. Ngày của Chúa trở lại rất gần rồi các con ơi. Rất gần rồi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để nghe tiếng chủ của mình. Là Chúa Giê-xu là Đức Thánh Linh, là Cha rất kính yêu. Gõ cửa. Và đừng để Ngài phải chờ đợi lâu nữa như Nhã Ca. Để rồi Ngài bỏ đi. Đừng. Nhưng hãy sẵn sàng mở cửa và nói với Chúa rằng có con đây. Chúa ơi xin thăm viếng con. Có con đây. Xin giúp đỡ con. Có con đây. Xin nâng đỡ con. Khích lệ con. Trò chuyện với con. Để chúng ta nhận được câu 37. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức ăn. Đừng để khi Ngài đến và Ngài thấy chúng ta vẫn chai lì, vẫn cứng cỏi, vẫn vô tín, vẫn khinh lờn. Đừng các anh em. Nhưng hãy để cho Ngài thấy chúng ta thức cân. Và quả thật ta nói cùng các người, Chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bằng mình và đến hầu việc họ. Wow. Anh em, Chúa muốn phục vụ tôi và anh em. Chúa muốn mời ta ngồi vào bàn tiệc cùng Ngài. Vì tại bàn tiệc đó tôi nói theo nghĩa thuộc linh, lời của Chúa ngọt ngào lắm, sự mặc khải của Chúa kỳ diệu lắm. Và sau cái bữa tiệc đó, như Thi Thiên 23, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Và sau đó Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Anh em, được ngồi chung bàn với Chúa đó là một phước hạnh cho mỗi một chúng ta. Nhưng để được điều này, hãy trở nên đầy tớ thức canh. Hãy trở nên một đầy tớ biết tầm quan trọng của việc thức canh. Canh chừng đời sống mình. Đừng lạm dụng tình yêu của Chúa. Đừng lạm dụng ân điển của Chúa. Đừng lạm dụng sự nhân từ của Chúa nữa. Đừng lạm dụng sự thương xót của Ngài. Hallelujah. Tokosamatakoto. Kuramakatokuramatokosetekeketokurababa. Giúp chúng con Chúa ơi, giúp chúng con sáng hôm nay, giúp chúng con ngay trong 9 giờ này Chúa. Đừng để chúng con nói là chúng con là con cái của Chúa, chúng con đã từng mời Chúa bước vào đời sống của chúng con làm chủ, làm Chúa. Mà những ngày qua chúng con không tôn trọng Chủ là Chúa Giê-xu. Chúng con vẫn khinh lời Ngài, chúng con vẫn coi thường Ngài, chúng con vẫn sống theo ý riêng của mình, sống theo sự lựa chọn của mình. Chúng con đã không canh chừng, không có đời sống tỉnh thức, không có đời sống thức canh để bảo vệ đời sống của chúng con, tỉnh thức cho linh hồn của chúng con. Chúng con mãi mê về nhân cơ hội người chủ trong mạch văn Chúa Giê-xu kể đi ra khỏi nhà dự tiệc cưới. Chúng con đã ở nhà và sống tự do theo nghĩa xác thịt. Chúa ơi, xin giúp chúng con, cứu chúng con ra khỏi những điều này trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán này Chúa ơi, để chúng con thật sự giữ mình nghiêm túc hơn, tỉnh thức hơn, canh chừng đời sống của chúng con nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Kuramakata. Chúa đừng để chúng con đi theo Chúa mà chưa một lần chúng con được Chúa trở nên một con người của sự phục vụ. Vì có Ngài trân trọng, Ngài tôn trọng chúng con, vì Ngài thấy đời sống của chúng con tỉnh thức canh chừng. Ngài tôn trọng chúng con đến nỗi Ngài trở thành cái người phục vụ. Ngài thắt lưng lấy, mời chúng con ngồi cùng bàn với Ngài và hầu việc chúng con. Phục vụ chúng con bằng sự sức dầu của Chúa. Phục vụ chúng con bằng ơn của Ngài. Phục vụ chúng con bằng những ơn tứ của Chúa, những điều kỳ hiện diện của Chúa, sự trò chuyện của Ngài. Phước quá Chúa ơi. Hỡi Chúa, cho con tìm kiếm cái phước này đi Chúa ơi. Không gì có thể sánh so khi chúng con được ngồi chung bàn với Ngài. Không có điều gì có thể sánh so khi chúng con được Ngài giúp đỡ phục vụ chúng con. Gia ơn của Ngài cho chúng con, bày tỏ sự gì của Ngài cho chúng con. Không gì có thể so sánh được Chúa ơi. Giúp chúng con ơi Chúa. Giúp chúng con Chúa ơi. Hallelujah. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Shakodoko toko shataka. Toko jimiki shike kakaramakata. Hallelujah. Phước cho người đệ tử nào khi chủ mình trở về và thấy làm như vậy, thấy tỉnh thức, thấy sẵn sàng mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa của người chủ là Chúa Giê-xu để tiếp đón Ngài.
Xin mời một anh em thay mặt chúng ta dâng lời cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.